Khi gặp tai nạn tại sở làm, xin liên lạc ngay với văn phòng luật sư Norman J. Holman qua số điện thoại 714-880-8469 hoặc số điện thoại miễn phí 1866-383-4529. Nhờ có luật sư Norman J. Holman mà trường hợp của tôi được giải quyết một cách thỏa đáng. Luật sư Norman J. Holman luôn là người bạn của quý vị. Thưa quý vị, đây là chương trình tư vấn luật pháp cùng với luật sư Norman J. Holman. Ông đã phục vụ cho nhiều vị thân chủ ở trên miền Nam California với những quận như là Orange County, Los Angeles, San Bernardino, Riverside và nhiều khu vực khác nữa ngay tận cả Las Vegas. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời thiệu đến quý vị cùng gặp gỡ với vị luật sư có kinh nghiệm 28 năm qua và cũng đã bước sang năm thứ 29 ông phục vụ cho các vị thân chủ với những lĩnh vực như là worker compensation hay là luật thương tích cá nhân và nhiều luật khác. Thảo Ly sẽ giới thiệu đến quý vị. Ngay sau đây là luật sư Norman J. Holman. Hi, Mr. Holman. Welcome back to the show tonight. Great to be here again this evening. It's always great to be here and helping people out if they have any questions. Luật sư đã nói rằng rất là vui và là một điều cho vinh dự cho luật sư đến đây để mà có thể cùng chia sẻ với quý vị và giúp cho quý vị trả lời những thắc mắc mà quý vị đang có cũng như là những câu hỏi mà quý vị muốn biết về các luật như là những luật về worker compensation là luật bồi thường tai nạn lao động, luật thương tích cá nhân personal injury hay là criminal law, đó là luật về hình sự, hoặc là về luật SSI, SSDI là luật an sinh xã hội. Well, today I would like to focus on the worker compensation before our audience question. We will start with the worker compensation. Sure. Thưa quý vị, Thảo Ly sẽ tập trung vào ngày hôm nay là chủ đề nói về luật worker compensation, tức nghĩa là luật bồi thường tai nạn lao động. Và nếu như quý vị có những câu hỏi nào khác về luật worker compensation hay là tất cả câu hỏi về luật về SSI, SSDI là luật an sinh xã hội, thì xin mời quý vị gọi vào với chương trình của đài truyền hình IBC trực tiếp trong lúc này 714-892-5717 thưa quý vị. Let me start with the question here about worker compensation. Is it the requirement for all the employer or company to have the worker compensation to provide that for their employees? Yes, if you pay anybody, basically you're supposed to have workers' compensation insurance. So if you have even part-time employees, if you have like a part-time employee who just goes to, comes in maybe 3 hours a day, you're supposed to have workers' compensation insurance fund for that person. Đây có phải là một cái điều bắt buộc để mà cho tất cả những cái công ty phải có cái worker compensation, tức nghĩa là về cái phần bồi thường tai nạn lao động, đó là một cái phần mà các công ty phải mua, là bắt buộc các công ty được phải có hay không? Thì luật sư đã trả lời đúng như vậy. Và theo quy định rất là rõ ràng của Bộ Lao động Hoa Kỳ, tức nghĩa là US Department of Labor, thì chủ nhân của các cơ sở thương mại, các công xưởng và vân vân, tất cả những cái nơi mà là có nhân viên làm đó thưa quý vị, thì phải có trách nhiệm phải mua cái bảo hiểm lao động hay còn được gọi là worker compensation insurance cho những người nhân viên làm ở đó. Và câu hỏi tiếp theo mà Thảo Ly có ngày hôm nay sẽ hỏi với luật sư đó là cái việc mà mua worker compensation nó có khác với lại cái việc mà mua về cái unemployment insurance hay không, tức nghĩa là cái bảo hiểm thất nghiệp, bởi vì có nhiều khi chúng ta không có rõ rằng nếu như vào những cái cơ sở thương mại mới vừa mở ra đó, không biết là về cái sự khác biệt giữa unemployment insurance và worker compensation là như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây nha. Can I add something to that? Yes. Basically, most people who own homes have actually have workers' compensation insurance. Because unless you specifically exclude it, and when you buy your homeowner's insurance policy, you buy a workers' compensation package too. So that it'll cover people that you may hire to do work for your home. Let's say, like I had one case where I had a client, it was a young girl, who walked a dog every day. And then help clean the house a little bit on the weekends. And she literally qualified for the workers' compensation insurance through the homeowner's insurance. A lot of people have nannies at home that work during the day and take care of the children. Those people would be covered under the workers' compensation policy too of the homeowner's insurance.
That's very interesting. Thưa quý vị, số điện thoại 4 số cuối Thảo Ly xin phép được trả lời là 7788. Xin mời quý vị giữ máy trên đường line, Thảo Ly sẽ đặt câu hỏi của quý vị nha. Cho Thảo Ly được phép chia sẻ rằng là luật sư nói đó, với cái việc mà mua bảo hiểm nhà, cái homeowner insurance, thì quý vị cũng có được cái gọi là cái worker compensation ở trong đó, không chỉ có hãng xưởng. That's very interesting. How come home on insurance, like you said, with the nanny at home, we will have to pay if she had a injury or in or accident at your house? Yes. That doesn't mean that you have to be at the workplace. No. So like if you hire a nanny to take care of kids, and actually I can do this by experience. Actually, it happened to me. We had a nanny when my children were real young, and my kid ran into my nanny and his little bike's sickle and knocked her down, and she hurt her arm. And I reported it, and she got money from my workers' compensation insurance policy. Thưa quý vị, đối với cái luật mà work compensation là bồi thường tai nạn lao động, không chỉ có hãng xưởng, những cái nơi làm, mà ngay cả cái nhà của quý vị, chẳng hạn như là cái người nanny, cái người mà giữ babysit cho quý vị mà ở nhà quý vị có bị tai nạn, thì cái bảo hiểm ở trong cái bảo hiểm nhà đó cũng có work compensation để bồi thường cho cái người mà giữ trẻ cho con của quý vị ở tại nhà của quý vị. Now, I would ask you some question. Let's compare between the worker compensation and unemployment insurance. I don't know quite sure. Is worker compensation is a type of unemployment insurance? No. Unemployment insurance and workers' comp are completely 100% different. Workers' comp is for people who actually get hurt at work. Unemployment insurance is somebody who gets laid off. Like if you get fired or you get laid off from your employment, then you're allowed in and collect unemployment. But workers' comp is for people who get hurt at work and aren't able to collect money from the insurance. Now, what happens is, what sometimes people can get it confused a little bit with is, let's say you get hurt at work and the insurance company denies the claim in the very beginning of the case. They say you didn't report it, or I don't know. The insurance companies are good at coming out with reasons to deny claims. But anyway, they deny the claim, and then what we'll do is we'll put the client on state disability so they could collect from state disability for up to a year while we get the claim admitted. That's a lot of times that happens. So the state disability have to do something to do with unemployment insurance. And the unemployment and disability are two different things too. Mm-hmm. Unemployment pays you while you're laid off, and state disability pays you while you're sick injured and you can't go back to work. You can be like in a ski accident and collect state disability, or have heart problems or something like that. Usually that's what you see, is people have medical conditions. I see. Thưa quý vị, luật sư nói rằng là về cái luật worker comp thì hoàn toàn khác với lại cái luật bảo hiểm thất nghiệp. Tức nghĩa là cái worker comp là khi mà quý vị được bồi thường mà bị tai nạn hay là bị chấn thương, bị đau, thương tích gì đó ở sở làm. Còn về cái unemployment insurance, tức nghĩa là cái bảo hiểm thất nghiệp, thì để người ta sẽ cover cho mình khi mà cái hãng đó họ mà phải cho nhân viên nghỉ việc, hay là cái hãng đó đóng cửa, và khi mà quý vị mất việc thì cái cách bồi thường nó sẽ khác biệt với lại cái việc mà worker comp họ bồi thường cho những người mà bị thương tích. Một số những cái miss call nãy giờ, xin mời quý vị gọi lại cho đài truyền hình ABC để Thảo Ly có thể đặt bất cứ câu hỏi nào quý vị có mà liên quan đến về luật worker comp, về luật SSI-SDI, hay là về cái luật về criminal law là về hình sự, hay là về luật personal injury là những cái thương tích cá nhân, như là về cái việc đụng xe hay là cái việc DUI. Và nếu như tất cả những câu hỏi nào quý vị có, hay là đối với những cái người thân của quý vị, thì hãy gọi đến cho đài truyền hình ABC, thưa quý vị. Sau đây Thảo Ly sẽ tiếp nối đặt câu hỏi với luật sư Norman J. Holman. The reason I asked you about worker comp today, and I want to focus on that, and I want to compare between worker comp and unemployment insurance. And also, I have a situation from our viewers, and she shared with me that she worked at a beauty salon. She got burned, and she got infection. She got burned with her finger because she's a beautician. She do waxing, and she got burned from the machine, and it got infection. I don't know why, but bad luck. She also got hurt, her back got injured because she fell
on the floor when a wet floor, and she have to carry the bucket of water. It was a slippery floor, as she said. Okay. Sure. And she said the shop she's working for is small. It has only 3 employees. She doesn't know if her employer, the salon owner, had the worker comp covered. Sure. And what should she do? Sure. Let's talk about a little bit about workers' comp insurance. As we said, every employer is required to have workers' comp insurance. And what happens is that if for some reason the employer has failed to get by workers' comp insurance, there's a special fund set up. And with the state of California, that will pay the workers' compensation benefits to the injured worker once it's been established that the person is hurt, once we establish who owns the premises and they don't have workers' comp insurance. Once we establish that, then that fund will pay the benefits out to the injured worker. So there's money out there for them to get. It's actually not that hard. I do a lot of them. There's some peer attorneys don't like them because they get a little complicated and they take a long time to do. But usually the state of California just pays out. They don't fight the claims like insurance companies do. And so usually my clients actually end up better off with them not having insurance than they would with insurance company. I see. Let me answer this call real quick and I'll translate that. Thưa quý vị khán thính giả, hai số cuối là 2738. Xin mời quý vị cho biết là quý vị tên gì ạ? Dạ, thưa chú, con xin chào chú và xin mời chú đặt câu hỏi nhé. Dạ, Thảo Ly, xin chào chú. Dạ, hello. Dạ, thưa chú, con nghe ạ. Xin mời chú đặt câu hỏi. Dạ thưa chú, xin mời chú đặt câu hỏi giùm con ạ. Dạ. Sau khi học sinh nó bắt chú đóng một tháng là bao nhiêu rồi đó, hàng tháng ha? Dạ. Chủ nhà nó bắt chú đóng thêm 1-200 nữa, tiền gác, tiền đậu xe hay là lúc con biết mà nói giờ không có. Vì hỏi cô chú đúng không? Hỏi ra luật sư đúng không? Hiện giờ là cái tiền housing là chính phủ trả cho chú một cái định giá đó, nhưng mà người landlord chủ nhà họ muốn chú phải trả thêm cái số tiền trên cái số tiền housing, phải không chú? Thì cái điều đó có đúng hay không? Dạ, thưa chú lắng nghe trên TV giùm con sẽ tắt điện thoại bây giờ, con hỏi luật sư nha, con cảm ơn chú. Well, he had a question about housing. He said that he rent a house now and he got housing and his landlord want him to pay more this month. And he said he got a car accident, then what does he do, and is that right? Well, to raise his rent, they have to give you 30 days notice. So they have to give you 30 days notice to pay the rent. If he's on a month-to-month. If he's on a lease, then he doesn't have to pay because the lease is good for a full year, so he keeps that same rate. But after the lease is over with, then the landlord is able to raise the rent. But I don't know, the car accident really doesn't help him. Just because he gets in a car accident doesn't relieve you of the duty to having to pay your rent. The thing is that if he get housing, it mean that the government help him to cover that. Yes, right? The owner need to agree with that amount, like you said, for the whole year with a contract. She can raise it within 1 year. She have to wait until another year. Exactly. Usually the housing authority, that's what you do. You bargain with, because the housing authority gets involved and they agree on the price and all that. Mm-hmm. And so, I'm not an expert on this, okay, by any means. But that's usually the thing. The housing authority, they go out there, they look at the inspect the property, they've approved the rent, and that's it. So, that may be a defense. You should call the housing authority and see what they say.
Dạ thưa chú, trong trường hợp này luật sư nói rằng là thường trong cái housing thì contract, tức là cái hợp đồng họ ký, người chủ nhà đó ký với lại cái housing mà họ cho chú đó là trong vòng 1 năm, thì cái người chủ đó không có quyền được lên tiền giá nhà trong 1 năm đó. Nếu như sau 1 năm thì cái người chủ đó có quyền lên giá nhà, nhưng mà khi lên giá thì họ phải báo trước cho chú biết ít nhất là 30 ngày. Trong 30 ngày đó thì phải có một cái notice cho chú, tức là một cái giấy báo. Và cái trường hợp này thì nếu như chú có bị đụng xe hay là cái gì mà khó khăn về tài chính á, thì người ta cũng sau 1 năm người ta có thể thay đổi là cái quyền của người ta, nhưng mà cái người chủ nhà đó phải báo cho chú biết trước, và chú có thể báo lại với housing, với CD của chú để mà người ta có thể giúp cho chú xem bây giờ nếu như số tiền đó tăng lên thì có thể giúp cho chú thêm để chú thể tiếp tục ở nhà đó được nữa không. Cảm ơn chú. Thưa quý vị, nãy giờ thì Thảo Ly có ho một chút xíu, hơi ho một chút xíu, nhưng mà mong hy vọng rằng là quý vị vẫn tiếp tục cùng theo dõi chương trình, bởi vì ngày hôm nay Thảo Ly không muốn là không đến đây, không được gặp quý vị, cho nên mong rằng quý vị sẽ đặt câu hỏi và gọi đến cho đài truyền hình IBC để Thảo Ly có thể tiếp tục nói chuyện với quý vị nha. Và bốn số cuối là 4699. Xin mời quý vị đặt câu hỏi ạ. Thảo Ly xin kính chào. Dạ, kính chào cô hay là chú ạ? Dạ. Dạ. Dạ, xin chào anh. Chị cho em hỏi là chị là bị tai nạn không ạ? Dạ, tai nạn. Bao lâu rồi anh? Con mới đây nè, bị tai nạn nhưng mà đi rất kỹ rồi tai nạn. Khoảng năm nay khoảng 2-3 tháng rồi. Dạ. Đây, câu hỏi của anh là như thế nào ha? Bị tai nạn mà khoảng này là 10 năm rồi. Dạ. Dạ, tức là có injection hoặc là mổ là điều, injection là điều trị đó phải không anh? Dạ, thưa anh sao ạ? Dạ, câu hỏi cuối lúc nãy anh nói không nghe được à? Ồ, dạ, tức nghĩa là anh chưa có đi luật sư. Bây giờ thì mới chỉ là đi bác sĩ để điều trị thôi. Dạ. Dạ, dạ, em sẽ đặt câu hỏi ngay cho anh nha. Em cảm ơn anh đã gọi đến cho đài IBC. Dạ. Well, this is a case about insurer at work. He got accident at work about 2 or 3 months ago, and he been going to the doctor with treatment, and he said that he either get like injection program to do that treatment or get surgery. He doesn't know which one he's gonna get for now yet. He hasn't gone to the lawyer yet, and he been treated by the company doctor. He been working for 10 years. He wonder if he can look for a lawyer to apply for the worker comp now. Sure, sure. Basically what your lawyer does, or what I lawyer, or any lawyer do, what we do is we try to make sure that you get the best compensation for your case. I mean, everybody on these cases are going to go to the doctors. So we usually will look to make sure that your doctor you're going to is going to give you a fair result, because there's only two doctors involved in getting your compensation, and that is the second opinion doctor there, which is in almost every single case, and the treating doctor. And that's the only two doctors that the judge ever looks at or can look at. And so we make sure that one of them is at least going to be a good report for you, so you get the most money. We fight over medical care. Sometimes insurance companies will deny, like in injections. I heard you talk about injections. Mm-hmm. If they deny the injections, we'll appeal it for you to what they call independent medical review and see what they say. They'll overturn the insurance company's decision. Luật sư nói rằng là trường hợp của anh thì có triển vọng có thể giúp được thưa anh, và luật sư nói là luật sư sẽ có thể giải quyết được trường hợp này một cái cách nào tốt nhất để cho anh có thể được bồi thường, và sẽ có hai bác sĩ, một là bác sĩ đang điều trị cho anh và một cái bác sĩ thứ hai nữa là một người sẽ cho cái ý kiến đó, ý kiến là coi như là anh phải điều trị hay như thế nào và cái mức độ thương tích là bao nhiêu, và luật sư sẽ tìm
bác sĩ nào có được cái report mà tốt nhất cho anh thì để mà anh có thể điều trị được. Và trong lúc này thì chúng tôi đã bắt đầu phải tạm chia tay với quý vị trong chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay. Thưa quý vị, cũng như là một anh lúc nãy vừa gọi đến, số điện thoại của văn phòng luật sư đó là 714-880-8469, 714-880-8469 như là trên màn hình quý vị có thấy. Và địa chỉ của văn phòng luật sư rất là dễ kiếm ở tại thành phố Garden Grove. Thưa quý vị, số điện thoại ở thành phố Garden Grove cũng là 714-880-8469, cũng như là văn phòng ở El Monte. Và địa chỉ đó là 1352 Garden Grove Boulevard, căn số 222 ở tại thành phố Garden Grove, tiểu bang California, trên góc đường Fairview. Và một văn phòng khác nữa là ở thành phố El Monte cho những quý vị ở khu vực ở trên Los Angeles. Nếu như mà quý vị có những điều trở ngại về pháp lý, thì mời quý vị gọi đến cho văn phòng luật sư với những người phụ tá nói tiếng Việt sẽ giúp cho quý vị, và cũng như là những buổi tham khảo miễn phí. Luật sư xin mời quý vị gọi đến. Và những quý vị nào mà chưa có cần đến những cái dịch vụ hay là những cái vấn đề pháp lý thì cũng ghi số điện thoại này xuống. Một ngày nào đó khi quý vị gặp khó khăn trở ngại, cần được giúp đỡ về pháp lý, xin mời quý vị gọi đến với số điện thoại là 714-880-8469. Thank you so much for the show tonight. Thank you. I would like to say that I want to see you again soon. And hopefully the audience and the viewer will call you tomorrow morning. Yeah, exactly. I loved being here and I'll see you guys in 2 weeks. And if you have any questions or you have any concerns whatsoever, please call my office tomorrow. We'll try to help you out. Thank you. Luật sư sẽ trở lại trong chương trình trực tiếp vào thứ hai lần sau. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục đón theo dõi những chương trình của đài truyền hình ABC. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình tối nay. Khi gặp tai nạn tại sở làm, xin liên lạc ngay với văn phòng luật sư Norman J. Holman qua số điện thoại 714-880-8469 hoặc số điện thoại miễn phí 1-866-383-4529. Nhờ có luật sư Norman J. Holman mà trường hợp của tôi được giải quyết một cách thỏa đáng. Luật sư Norman J. Holman luôn là người bạn của quý vị. Trung tâm giáo dục và luyện thi dưới sự điều hành và giảng dạy của giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quốc Bửu, nhận dạy từ mẫu giáo cho đến đại học và cao học, trường đã đào tạo hàng ngàn học sinh, sinh viên xuất sắc, chắc chắn sẽ giúp con em quý vị có căn bản, đạt điểm cao và dễ dàng được tuyển vào các trường đại học danh tiếng. Trên 90% học sinh, sinh viên đã đạt điểm ưu tú và E tại Trung tâm giáo dục và luyện thi. Có lớp sáng, trưa, chiều, tối và cuối tuần, lớp luyện thi SAT và lớp toán lý hóa Math, Physics, Chemistry do chính giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quốc Bửu giảng dạy, bảo đảm đạt điểm E hoặc B, được học thử miễn phí. Muốn học giỏi, xin hỏi giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quốc Bửu, số điện thoại 714-229-8951, 714-229-8951.